pha nước tắm cho con nhưng bất cẩn nên con chị Hường bị đổ nước sôi vào chân. Bé nhập viện trong tình trạng phỏng toàn bộ hai chân và được các bác sĩ chẩn đoán phỏng độ 2. Pha nước tắm rồi em dựng bé một bên để hút cái lưu nước á. Cái bé chèn vô cái nó lật cái ấm nước xuống cái em chụp lại không kịp. Lên đây bác sĩ nói, bác sĩ tha thuốc ăn một rồi cỡ 2-3 ngày đầu rồi xẹp một nước á. Rồi bác sĩ mới cho em biết là ở bao lâu. Trong tuần qua, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 2 trường hợp bị phỏng nặng do lửa. Hiện còn một bệnh nhi bị phỏng trên 80%. Theo các bác sĩ, những ngày Tết tại khoa phỏng tạo hình của bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những ca phỏng nặng do sinh hoạt như phỏng nước luộc gà, bánh chưng. Mỗi ngày, tại đây có khoảng 30 ca điều trị do phỏng các loại. Chính vì vậy, phụ huynh cần chú ý đến con em mình để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đối với những trường hợp phỏng ga thì những cái bình ga mà kém an toàn hoặc là những bình ga mini thì dễ bị cháy nổ. Và những cái cách mà mình sơ cứu đối với bỏng ga thì mình phải đưa bên con đến bệnh viện gần nhất, vì ngoài cái diện tích bỏng ngoài cơ thể, da ngoài cơ thể thì còn liên quan đến bỏng đường hô hấp. Mà bỏng đường hô hấp thì bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn. Không chỉ bị bỏng, trẻ còn phải đối diện với nhiều tai nạn sinh hoạt thường ngày khác. Tại khoa răng hàm mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1, chỉ trong vài ngày nghỉ Tết dương lịch 2019, số trẻ nhập viện do tai nạn giao thông tăng gấp 5 lần thường ngày. Như với bé trai này, nhập viện trong tình trạng gãy tay phải, gãy xương hàm dưới cằm, xây xát nhiều chỗ vì người lớn chở bằng xe máy đi chơi nhưng không đội mũ bảo hiểm. Trước mắt là các cháu phải trải qua những cuộc mổ mà cũng rất là đau đớn, mất máu, sau đó phải sử dụng thuốc kéo dài thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chung của các cháu. Đối với trẻ con thì nó có một nhóm tai nạn thứ hai, ta gọi là tai nạn sinh hoạt. Tai nạn sinh hoạt thì nó xảy ra là cũng tôi gọi là thiên hình vạn trạng, rất là đa dạng và nó thay đổi theo cái lứa tuổi của đứa trẻ. Không chỉ bị bỏng hay tai nạn giao thông mà còn có nhiều nguyên nhân khiến trẻ có thể bị gặp tai nạn. Khi trẻ gặp nạn sẽ để lại nhiều di chứng về cả mặt tinh thần lẫn thể xác vì đau đớn và sẹo do các vết thương. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên lơ là và cần quan sát cẩn thận khi trẻ vui chơi, nhất là khi thời gian nghỉ của trẻ kéo dài trong dịp Tết.